Bên hông mình người ta đang cất một căn nhà vườn kiên cố theo chữ L rất là xinh luôn nha anh chị. Bán mảnh vườn sầu riêng, mặt tiền lộ ô tô, cặp kênh rất đẹp luôn anh chị ơi. Giá lại giảm quá sau thời điểm trước luôn nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Em là Bảo Thiện Ngô, đến từ nhà đất Trần Ngô. Dạ, thì ngày hôm nay Bảo Thiện em đang có mặt tại vị trí là xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì trên cái mặt tiền đường đan rộng 3m, cặp kênh khá là thoáng mát này, Thiện có nhận một mảnh vườn sầu riêng ô tô thông hai đầu luôn nha anh chị. Giá rất là mềm, anh chị nghe anh chị sẽ rất là khoái luôn, để mình có thể là mua về mình nghỉ dưỡng hay đầu tư cũng ok luôn nha. Dạ, trước hết Thiện xin khái quát về tuyến đường nha. Dạ, anh chị xem đường của mình đó là rộng rãi, bên cạnh đó là mình có sẵn đèn đường nè, rồi mình có trụ điện lớn nè. Nói chung là vì đây là anh chị có thể là cất nhà liền giống như hàng xóm kế bên của mình luôn ha. Xung quanh của mình đó thì nhà cửa khá là đông luôn nha cô chú và anh chị. Đây anh chị xem đó, cái tuyến này nè là tuyến đường cùng, nhưng mà cái tuyến này là tuyến đường thông nha anh chị. Và cái khu vực bên này người ta cũng đang có một cái dự án chuẩn bị phóng lộ nha, phóng từ hướng bên Tân Hội Nhị Quý, phóng thẳng xuống cánh bên Phú Quý của mình và đâm xuống hướng bên Long Khánh luôn nha cô chú và anh chị. Nên là cái vị trí miếng đất của mình cũng là một cái địa thế mà Thiện thấy là có tiềm năng khá là ổn trong tương lai luôn. Nếu mà cô chú và anh chị mình quan tâm tới thửa đất này, Thiện dẫn anh chị về mình sẽ được check quy hoạch trực tiếp tại đất luôn nha cô chú và anh chị. Dạ rồi, anh chị xem là mình có đèn đường đầy đủ luôn ha. Thì hướng trước mặt màn hình của anh chị đi thẳng tầm khoảng là 800m, anh chị sẽ gặp với là con lộ nhựa mang tên là đường huyện 54 nha anh chị. Dạ, ra đường huyện 54 của mình anh chị rẽ phải, anh chị sẽ đi thông sâu về địa phận của tuyến tránh thị xã Cai Lậy mình tầm khoảng là 1.5 km nha. Dạ, từ vị trí của mình mà anh chị ra với quốc lộ 1A hả, thì mình tầm khoảng là 2 km. Còn nếu mà ra đường huyện 54 ngay ngã ba đó anh chị rẽ trái, thì mình có thể là thông về với là chợ Phú Quý, trường học, ủy ban Phú Quý, tất cả tiện ích xã hội của mình tầm khoảng là 1.2 km nha cô chú và anh chị. Tuyến đường mình cũng là tuyến đường thông luôn ha, hướng này mình cũng sẽ thông sâu về chợ Phú Quý của mình luôn. Ở khu vực này thì điện nước wifi đầy đủ, nhà dân đông, và bên cạnh đó là vườn tược rất là nhiều, nên cảm giác nghỉ dưỡng rất là ê luôn nha cô chú và anh chị mình ơi. Dạ, vị trí của mình ra trung lương thành phố Mỹ Tho là 20 cây, và ra bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh mình là 75 km nha cô chú và anh chị mình ạ. Dạ rồi, và bên thửa đất ngày hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị nằm ngay đi nha. Dạ, thì thửa đất của mình có tổng diện tích là 664m² nha anh chị. Đây, bên hông của mình là vừa cất một căn nhà rất là kiên cố, nhà vườn cấp 4 theo chữ L ha, một căn nhà kiểu mẫu chuẩn ở miền Tây của mình luôn. Dạ rồi, thửa đất của mình đã có ranh móc sẵn cho anh chị cô chú mình luôn rồi. Đây nè anh chị, cái trụ ranh của mình là tính từ cái vị trí này nha. Đó, anh chị sẽ đo ngang cho Thiện. Anh chị đo ngang qua tới lưới hàng rào ở bên trái của mình. Đây, có mấy gốc sầu riêng quá trời to bự luôn nè anh chị ơi. Tới vị trí này nha anh chị. Thì mình có mặt tiền bề ngang là 12, thì mình có chiều sâu ở cạnh bên trái thì Thiện đây là 60. Ở cạnh bên phải vừa nãy Thiện đứng là 63m nha anh chị. Và phần hậu của mình có hơi top chút xíu, thì Thiện sẽ để số liệu ngay trên màn hình cho cô chú và anh chị mình tham khảo luôn nha. Giá đất của mình hiện tại đã có sẵn sổ hồng riêng, anh chị cô chú mình gì có thể là công chứng liền. Bên cạnh đó, mục đích sử dụng đất mình hiện tại là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Anh chị người thành phố hay là các tỉnh trong và ngoài ở Việt Nam của mình đều có thể là đứng tên được cái thửa đất này ha. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Hiện tại trên đất của mình đang được tầm khoảng là 7-8 gốc sầu riêng khá là lớn như thế này luôn. Sầu riêng này hiện tại Thiện thấy là chủ không có thời gian chăm. Tuy nhiên là vì cái nguồn nước ngọt ở phía trước đất của mình á, nó ra vô thường xuyên, thành ra là cây khá là tốt luôn á anh chị cô chú mình ạ. Sầu riêng của mình giống này là sầu riêng G6 nha anh chị. Đất của mình thì tương đối là bằng phẳng luôn. Thì đây anh chị xem nè, trên màn hình anh chị thấy là cây này là cây bưởi ha. À, cái này mà anh chị nào mà biết về trồng là trời ơi nhìn mê luôn á. Nè, có hệ thống tưới tiêu lắp sẵn cho mình nè, anh chị có thấy không? Có hệ thống tưới tiêu luôn ha. Rất là cao luôn anh chị ha. À, gốc dừa này chủ mới chặt. 1 này, 2 này, 3, 4 gốc này. À, bên cạnh sầu riêng ra thì Thiện thấy là gia chủ của mình còn có trồng thêm dừa nữa ha. Có mấy gốc dừa khá là lớn luôn. Rồi có bưởi. Có mấy cây bưởi này. Khá là xay luôn ấy ạ. Mảnh này chung quy Thiện thấy là cũng khá là đẹp. Chưa có dọn mấy tàu lá chuối, dọn xong là nó đẹp hơn nữa luôn á anh chị.
đó anh chị xem. Thôi hơi âm tầm quá, thì đứng ở vị trí này quay cho anh chị xem nha. Cái này mình mua mình chịu khó gì dọn. Dọn thì nó không mất thời gian nhiều lắm đâu, tại vì không có rác, chỉ đẩy mấy cái bùn dừa này xuống thôi. À, nhưng mà dọn xong thì đất mình nó sẽ rất là đẹp luôn. Cho anh chị xem cái căn nhà kế bên của mình vừa mới xây nè. Rất là kiên cố luôn ha. Anh chị có muốn xây một căn nhà kiểu chữ L giống như vậy, kế bên giống hàng xóm của mình không? Thì nghĩ là sẽ rất là vui luôn ha. Mảnh vườn rất là ok luôn. Dạ, thì mảnh này anh chị nghĩ là giá bao nhiêu ạ? Gần tuyến tránh thị xã Cai Lậy nè. Hiện tại vị trí của mình mà cách trung tâm thị xã Cai Lậy thì tầm khoảng là 5.8 km nha. À, đường cái là đường ô tô đến nơi. Cái xã của mình nghe tên cũng rất là hay luôn, xã Phú Quý nha, nghe thấy giàu giàu nha anh chị. À, ô tô đến nơi, phía trước có con rạch nè, xung quanh nhà dân đông nè, điện nước đầy đủ ha, sổ hồng riêng nữa. Và hiện tại chủ kêu cái giá rất ok, 750 triệu thôi. Và giá này chủ sẽ bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha cô chú và anh chị. Có một cái ưu điểm mà Thiện cũng xin chia sẻ cho anh chị mình luôn, đó là anh chị thấy cái bờ tường rào ở bên trái không? Cái bờ tường rào ở bên bên trái của mình thì nghĩ là chắc một số cô chú và anh chị mình cũng biết, đó là bên hông mình có mã nha anh chị. Nó không có nằm trên đất của mình nhưng mà hàng xóm mình có nha. Thiện cũng xin chia sẻ cho anh chị mình luôn, cũng hơi nhiều anh chị. Đó là em cũng chỉ cho anh chị, nói chung là video thì có gì em nói đó thiệt tình, để khi mà mình xem á mình tiết kiệm thời gian cho nhau hơn nha. Nên em cũng qua em quay trực tiếp cho anh chị mình xem luôn, hơi nhiều nha anh chị. Là anh chị cô chú nào mà mình thông cảm được á thì mình mua nha, chứ gì đây anh chị cũng thấy à, mất công em dẫn ha. Nên là em cũng quay chia sẻ kỹ cho cô chú và anh chị mình cảm thấy phù hợp, mình cảm thấy không ngại về cái vấn đề đó. Ở phía trước là kênh nè, rừng ô tô đến nơi nè, rồi gần chợ búa trường học tầm khoảng 1.2 km thôi. Thì mình nghỉ dưỡng á, thì họ bên hông mình đã có tường rào hết trơn rồi, thì thấy là cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Nên cô chú và anh chị nào mình thích, mình cảm thấy cái khu vực này nó đúng ý mình nè, giá cả vừa túi tiền mình nè, rồi có cây trái quê lợi sẵn á, thì mình có thể là cân nhắc lấy cái thửa đất khá đẹp này tại xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì xin tổng kết lại, với tổng diện tích tầm khoảng là 720 m², bề ngang á là 12, chiều sâu vào một cạnh là 63, một cạnh là 60. Và mục đích sử dụng cây lâu năm, sổ công chứng ly với giá là 750 triệu, bao giấy tờ không thương lượng thêm nha cô chú và anh chị. Chỉ cần anh chị quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện 0789096379 hoặc 0367090298 cho Đình Khen để trực tiếp về xem đất, mình chốt cọc hoặc có thể là ra công chứng liền tại chính chủ luôn nha cô chú và anh chị mình ạ. Chị là Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị đã xem đến cuối cùng video clip của em nha. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị những bất động sản tiếp theo nha.